ngày 10 tháng 1 tại xã Triềng Cọ, thành phố Sơn La, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị đánh giá dự án hỗ trợ mô hình điểm của hội nông dân tham gia phân loại thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, Hội nông dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La, xã Triềng Cọ và đại diện các hộ dân tham gia mô hình. Dự án hỗ trợ mô hình điểm của hội nông dân tham gia phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn được triển khai tại xã Triển Cọ, thành phố Sơn La từ tháng 10 năm 2023 với 600 hộ tham gia. Triển khai dự án, Trung tâm Môi trường Nông thôn đã phối hợp với hội nông dân tỉnh bàn giao 300 thùng ủ rác hữu cơ 120 lít, 300 thùng phân loại rác 2 ngăn, 12 xe thu gom rác và hơn 1.800 gói chế phẩm vi sinh xử lý rác thải hữu cơ tổ chức tập huấn về kiến thức và kỹ năng truyền thông, hướng dẫn phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ cho 600 hộ dân của xã Trình Cọ. Thông qua dự án đã giúp người dân thay đổi nhận thức trong việc phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt nông thôn góp phần bảo vệ môi trường phát biểu tại hội nghị đồng chí đinh khắc đính đề nghị hội nông dân tỉnh thành phố và xã triển cọ tiếp tục nghiên cứu các dịch vụ vận động xã hội hóa hỗ trợ thêm thùng đựng rác xây hố rác và xe vận chuyển thu gom rác nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu gom xử lý rác thải sinh hoạt rác thải hữu cơ trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền tổ chức các lớp tập huấn giám sát hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ hội viên nông dân áp dụng đúng kiến thức trong thu gom xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình đồng thời khảo sát đề xuất các địa điểm để nhân rộng mô hình thu gom xử lý rác thải nông thôn trên địa bàn thành phố sơn la